Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phụ Phúc. Tiếp tục clip bán máy cho anh em. Hôm nay mình có ít máy nữa giới thiệu tới anh em nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình thì 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Đó, quy định mua máy thì anh em vui lòng cặp cho mình cái cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100.000 Viettel nha. Nhắn bên cho mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua. Thì tiền cọc sẽ trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Đó, tất cả các máy thì anh em cộng thêm phí ship cho mình 35k nữa nha anh em. Rồi ok. Anh em nào mà chuyển khoản thành thì mình sẽ bao ship. Còn cọc tiền thì anh em vui lòng chịu phí ship cho mình. Đó, tất cả máy ra đa số thì mình kèm sạc và dán cơ lực cho anh em đầy đủ. Rồi không dây dòng nữa. Mình vô cái máy đầu tiên luôn nha anh em. Tiếp tục về được một em Rehai Rim nữa nha anh em. Con này vỏ tạm ổn nha. Vỏ tạm ổn. Rồi, lưng sườn đồ còn đẹp chứ không có đứa nổi quá xấu nha anh em. Ok ha. Kính này. Kính không có tài xước gì nhiều. Con này là Rehai Rim, màn hình 5 inch. RAM 1.5 bộ nhớ 8, pin 2006. Mọi chức năng sạc là xài ổn định nha. Không vấn đề gì hết. Rồi con này này tính anh em giá 690.000. Quá rẻ đó anh em, 690k. Đó, một con máy xài nước web, YouTube vô tư nha. 690k, kèm sạc và dán cơ lực cho anh em luôn. Tiếp theo là em L21 Huawei. Con này màn hình 5.5 nha, RAM 2.16, pin 3.000. Máy thì ngoại hình lưng có xuất sắc này anh em. Kính thì đẹp nha. Ngay đây thì có trải trời một tí này, trải trời tí keo. Đó. Ok. Máy thì full chức năng. Đó, ok hết nha anh em, máy hiển thị đẹp nha. Kính không có trải xước. Rồi bán nhanh cho anh em luôn rồi con này luôn. 790.000 thôi. 790. Đó anh em còn lại hú nha, một con duy nhất, RAM 2.16 ghi nha anh em. 790.000. Tiếp theo là iPhone 5C màu trắng, máy zin full quốc tế, bỏ sim vào là xài. Không có lăng tăng gì hết anh em, máy đẹp tầm 97-98 nha. Lưng không có xước máy, sườn thì xe xe nhẹ nhẹ. Kính đẹp nha. Máy zin full quốc tế, màn zin vỏ zin. Đó. Màn còn đẹp anh em. Máy của chú lớn tuổi thích xài con máy này, nhỏ gọn, bỏ sim vào là xài thôi nha. Ok, con này tính em giá 950 nha. 950k, kèm sạc cũng như là dán cơ lực cho anh em luôn. Có một con Rebel Pro vỏ xấu trời xước như này nha anh em. Mình không có thay, anh em nào cần thiết thì bỏ gấp lưng vô xài. Mình không có thay. Đó, màn thì màn thay mới. Màn thay mới. À, anh em, không có xước nha, mới thay luôn. Vỏ trời. Vỏ ring của nó mình không có thay, để im luôn. Đó, con này màn hình 5.5, RAM 332. Pin là 3006 nha anh em, pin 3006. Mọi chức năng thì hoạt động ổn định nha. Này nó hơi tối, nó để ra ngoài sáng này. Đó, cam kiếc các kiểu. Cho mà mình sáng lên tí. Đó. Máy thì xài ok, chỉ có vỏ hơi xấu thôi. Thì bán rẻ cho anh em con này luôn. Con này tính em giá 1.4 triệu thôi. 1.4 triệu, anh em nào cần thì gọi nha, một con duy nhất. 1.4 triệu cho anh em. Kèm sạc và dán lực cho anh em đầy đủ. Đó, quá rẻ nha anh em, 1.4 triệu. Đi bể rồ. Tiếp theo cho anh em là con Realme C3 màu đỏ. Con này vỏ có xuất sắc này, đó nghe thấy không? Vỏ xuất sắc cho anh em thái sử dụng. Sườn thì còn ok anh em. Sườn ok. Kính có lông mèo vài cộng. Quay kiểu gì cho anh em thấy thôi. Nước nước kìa nè. Kính có lông mèo nha, vài cộng lông mèo trước đây này. Máy zin. Realme C3 con này còn bảo hành dài sặc luôn. Con này thì yên tâm sử dụng rồi. Là ô tô coi. Con này bảo dùng bảo hành tháng 5 2021. Một vài tháng nữa ô tư. Còn công ty luôn. Đây, chụp hình, chụp bóng các kiểu là ok hết. Realme C3 màn hình 6.5, RAM 332, pin 5.000. Mấy ngoại hình cũng còn được, không có đứa nào quá xấu nha. Tính em giá 2.2 triệu. 2.2 triệu. Mẫu mới ra luôn, kèm sạc dán lực luôn cho anh em. Samsung A30 bản hàng, máy đẹp tầm 98 tới 99 luôn. Đây. Lưng này anh em thấy không? Đẹp keng luôn. Con này màn hình 6.4, RAM 332, pin 4.000. Máy đẹp tầm 98 tới 99. Kính kia các kiểu đẹp. A30.
chức năng xài khỏi chơi. Ok hết nha anh em. A30, con này tính em 2.8 triệu, mấy kem, kem xà beng luôn. 2.8 triệu nha. A520 bán hàng, con này là A520. Màn hình 5 inch 2, RAM 332, pin 3000 tròn luôn. Sườn thì có xuất sắc. Đó. Xác nhẹ, kính đẹp, đã dán lực cho anh em rồi. Lưng đẹp. Mọi chức năng full. Không có trục trặc hết nha anh em. Có trục trặc thì mình sẽ báo trong clip. Không có để anh em phải bận tâm ha. Con này để anh em giá của nó là 1850. 1850 kèm sạc và dán lực cho anh em trước khi gửi máy luôn. Cái lực dán rồi, kèm sạc nữa cho anh em ok nha. 185. Tiếp theo clip là con Ri 7 cộng. Con này là vỏ còn ok này. Anh em cứ nhìn kỹ. Vỏ sườn. Màn mới thay anh em. Màn thay màn mới nha anh em. AMOLED. Đó. Con này màn hình 5.5 inch nha. RAM 4, bộ nhớ 32. Pin thì 3000. Chức năng mình sẽ test sơ cho anh em coi. Đó, ok nha. Rồi con này ra đi cho anh em giá triệu như ta đến em 1.6 triệu thôi, 1.6 triệu cho nhanh. Anh em nào còn thì gọi nha, một con duy nhất Ri 7 cộng giá 1.6 triệu. Tiếp theo là con Ri 7 37 bán hàng, máy riêng nguyên đẹp tầm 98, đẹp 98 nha. Màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin thì 3.300. Máy này anh em 98 này anh em biết rồi, kính lưng còn gì không xước nha. Kính lưng ngoài như không có xước. Quay 3, tức là con Ri 37 á. Bán hàng sản siêu nha anh em. Kính đẹp keng luôn. Rồi ra đi cho anh em con này 1950. 195 kèm sạc cũng như dán lực cho anh em luôn. Một em Ri 7 Pro cũng vỏ tạm anh em. Đẹp hơn con nãy tí. Vỏ tạm ha. Cũng màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3600. Đó, vỏ tạm, màn thay. Màn thay mới. Đó, chức năng thì không có phai bàn rồi, tự nhiên nó full chức năng. Trục trặc thì mình sẽ báo trong clip luôn cho anh em. Con này tính em giá của nó là như ta, 1550 thôi. 1550. Có báo trong clip nha, anh em coi cứ coi kỹ. Rồi ưng con nào thì alo cho mình nha. Con này tính giá 1550. Tiếp theo là em Oppo F9 màu đỏ đỏ trên và màu tím dưới này. Có bộ F9 vỏ hơi xấu xấu, trời xước này nè. Con này màn hình 6.3 nha, RAM 4 64, pin 3500. Đó. Kính thì được, ngay kính cũng được được, có xước nhẹ nhẹ. Kính có xước nhẹ nhẹ nha anh em. Đó, được, mọi chức năng thì khỏi phải bàn, full luôn. Rồi, báo giá sát cho anh em luôn con Oppo F9. 2.2 triệu nha anh em nào còn hú nha. Chụp hình camera wifi các kiểu. Ok. 2.2 triệu. Có bộ F9 nha, một con duy nhất. Vỏ nó hơi xấu xấu. Trời trời. Tiếp theo đây là một con rút Realme 5i. Vỏ ngoại hình còn tạm được. Màn hình 5.5 inch, 6.5 inch nha anh em, màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000 trâu bò. Đó, Realme 5i. Màn hình bên ngoài kính thì gần như không có xước, đã dán cái lực cho anh em. Đó, máy thì cũng còn màn hình rất là ok, chụp sáng sáng lên tí. Ngay đây có một đốm nhỏ nha anh em, phản quang nó bị dính một đốm nhỏ xíu vậy thôi, còn chức năng thì ok. Đó, ok hết ha, chỉ việc quả sim xài thôi. Một đốm nhỏ vậy thôi. Đó, anh em thấy không, trong mạng anh em thấy đó, một chỗ đó thôi nha, còn thấy tất cả là ok hết. 3332 đi, còn đến giá 2.500.000. 2.500.000 kèm sạc giá lực cho anh em luôn. Ok nha. Tiếp theo là em Samsung A50 Việt Nam. Máy thì máy riêng. Vỏ 84. Vỏ đẹp tầm 96 thôi. Không có kem. Sườn này. Có xước sắc này.
sườn có xước sát nha, nguyên zin, kính đẹp gần như không có xước luôn nha anh em, gần như không có xước sát gì hết. Anh em mươi là màn hình 6.4, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4.000. Con này pin 4.000 nha anh em, chứ không phải là pin nhỏ nha. Pin cực kịch là ok luôn á, trâu bò đấy. Còn tính em giá 3.2 nha. 3.2 kèm sạc và dán cực lực cho anh em luôn trước khi gửi máy. Máy thì ngồi hình như clip nha, chức năng full, không có trục trặc gì hết. Tiếp theo là một em Samsung A6 cộng có cái bao da luôn nha anh em. Bao da của hình con ngựa đây. A6 cộng vỏ ngoại hình đẹp tầm có tài suất này. Cái này 94-95 thôi. Đó, suất này. Màn hình 6 inch, RAM 4 32, pin 3.500 nha. Đây. Màn cũng còn kính còn đẹp. Vỏ hơi xước xước. Màn riêng nguyên của nó luôn nè. Rồi, con này ra đi nhanh cho anh em luôn. Giá 2.4 triệu. Con này 2.4 triệu mới bán được nha anh em. Từ trước mình có một con hơi trời xước thì bán 2.2 triệu thôi. Con này 2.4 triệu mới được. Đó. Máy thì ok, ngoại hình có ốp lưng cho anh em luôn, kèm sạc dán lực cho anh em trước khi gửi máy. Rồi, clip này xin tạm dừng ở đây. Hãy chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình. Chào anh em.